今天周末我们来烤肉，我们找到一个营地，很凉，哇，很多树，好，这边是烤肉的地方。nhà cô Hoa này, nhà cô Linh này, nhà cô Dung này, mấy nhà nhà cô Hoa nhỉ? Bốn nhà đúng không? Bốn nhà. Có Tâm nữa. À có Tâm nữa. Bây giờ cô Hoa đang làm tiết mục xiên tôm. Tôm vừa vớt ở dưới biển lên. À tôm vừa câu ở dưới biển lên đúng không? Rồi đây là tôm con của tôm hùm. Mực chiên.